nước mắt quan tham Đỗ Thắng Hải trước tòa, sau sự tham là cái sự hèn. Vào ngày 20 tháng 11, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu một phiên tòa xét xử sơ thẩm với ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Vietinbank. Ông Đỗ Thắng Hải, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương và nhiều nhân vật khác. Đây là một vụ án kinh tế, chính trị rất quen thuộc dưới chế độ này. Trong đó, sự cấu kết giữa quyền lực chính trị và doanh nghiệp thân hữu là mối liên kết phổ biến. Hầu như các quan chức có chút quyền lực cũng đều làm như thế. Ông nào xui thì bị bắt, không thì thôi. Tại phiên tòa này, một lần nữa, người dân Việt Nam lại chứng kiến quan chức nhỏ lẻ. Ông Đỗ Thắng Hải đã khóc lóc, kể lể và tỏ vẻ hối hận. Trước đây, các quan chức như các ông Dương Tự Trọng, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Tất Thành Cang, v.v. cũng từng khóc lóc tại tòa. Điều này chỉ khiến cho họ bị đánh giá là hèn kém hơn là tự đánh mất danh dự và phẩm giá. Không biết ông Đỗ Thắng Hải là người thứ mấy khóc lóc tại tòa, chỉ biết rằng loại quan chức ăn bạo bất chấp hậu quả rồi lại đi khóc lóc van xin khi ra tòa dường như quá nhiều trong chế độ này. Đến nỗi người dân không thèm quan tâm bàn tán nữa bởi nó đã quá nhàm chán rồi. Người Cộng sản tự vẽ ra cái gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học, không biết tính khoa học ở đâu mà sao thể chế này đã sinh ra quan tham nhung nhúc như thế. Trước đây khi còn làm chủ tịch nước, ông Trương Tấn Sang từng nói rằng trước kia chỉ một con sâu làm giàu nổi canh, nay thì nhiều con sâu lắm, nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để mãi như vậy, mai kia người ta nói là cả một bầy sâu, tất cả là sâu hết. Thế đâu có được, một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là chết cái đất nước này. Rồi bà Nguyễn Thị Doan khi còn là phó chủ tịch nước cũng đã từng nói, tôi càng đi càng thấy buồn, cán bộ ăn của dân không từ một thứ gì. Đó là thực tế, là sản phẩm của cái gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học mà Đảng đang áp dụng tại Việt Nam. Liệu rằng có quan chức nào không thuộc bầy sâu kia hay không? Chỉ cần nhìn vào tài sản nổi chìm rồi đem so sánh với mức lương của quan chức thì đủ hiểu ở trong Đảng không có một quan chức nào là không thuộc loài sâu Nhung Tấn Sang từng ám chỉ. Sâu có nghĩa là sâu dân mọt nước, là thành phần đục khoét tài nguyên gặm nhấm vào xương tủy của đồng bào. Kết quả là đất nước chậm tiến, người dân thì khốn cùng. Trong khi đó, quan chức thì phè phỡn trên đống tài sản ăn cắp và ăn cướp được của dân. Có lẽ thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ này chính là thời đại nhiều sâu mọt nhất, có tỷ lệ sâu mọt lên đến 100%. Vậy còn quan chức nào trong sạch để bắt sâu đây? Với sự oai hùng, dũng cảm thường đi với sự chính trực, sự tham lam thường đi với sự hèn mọn và ích kỷ. Đa số tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, dù bị chính quyền buộc tội oan, nhưng hầu hết họ đều hiên ngang trước những phiên tòa bất công dành cho họ, mà chẳng nhỏ giọt nước mắt nào. Lẽ ra họ phải là những người cầm lái cho con thuyền đất nước, thì ở xứ xã hội chủ nghĩa này họ lại bị cầm tù. Ngược lại, những kẻ vừa tham vừa hèn như ông Đỗ Thắng Hải đã được ngồi vào cao. Những người như Đỗ Thắng Hải mang lại lợi ích gì cho dân, cho nước đây? Thực ra, ông Hải chỉ là người ăn bị mắc nghẹn, chứ hàng loạt quan chức khác vẫn ăn hàng ngày, mà không phải đứng trước tòa như thế. Ví dụ như Tổng Bí thư Tô Lâm từng bị phát hiện gặm miếng bánh AVG hàng ngàn tỷ đồng, nhưng ông lại nuốt trôi. Đến giờ này vẫn ngồi cao nhất đấy thôi. Ai sạch trong chế độ này đây? Ông Tô Lâm có sạch hơn ông Đỗ Thắng Hải hay không? Chẳng có ai sạch, xung quanh chúng ta toàn quan tham, không những tham mà còn hèn. Vậy thì đất nước sẽ đi về đâu? Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin Nước mắt quan tham Đỗ Thắng Hải trước tòa, sau sự tham là cái sự hèn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Mr. Đàm bị phản đòn, lộ clip ca sĩ vừa hát vừa nghịch dạng. Vụ lùm xùm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đâm đơn kiện chồng ca sĩ Bích Tuyền
vì xây nhà không chắc chắn an toàn để anh ta bị tai nạn. Vụ lùm xùm này đang ngày một nóng hơn. Nguyên đơn là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bị đơn là chồng ca sĩ Bích Tuyền, người từng xem Đàm Vĩnh Hưng là bạn. Đáng nói là đòi hỏi của nam ca sĩ về khoản tiền bồi thường 15 triệu đô la Mỹ để rút đơn kiện. Đây là con số rất lớn, không chỉ với người Việt Nam mà cả với người Mỹ giàu có. Ban đầu có ý kiến cho rằng nam ca sĩ và bị đơn diễn kịch để kiếm 15 triệu đô la tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, diễn biến vụ việc lại không theo hướng suy đoán như vậy. Càng ngày càng rõ đây là sự tranh chấp thực sự giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và chủ nhà, nơi Đàm Vĩnh Hưng bị tai nạn. Ở Mỹ, việc trưng bằng chứng thuyết phục ra trước tòa cho vụ kiện tụng là vô cùng quan trọng. Tòa án ở Mỹ là tòa án độc lập nên với bằng chứng rõ ràng sẽ không thể chống lại được cho dù có thuê luật sư giỏi. Sau lùm xùm đơn kiện là một đoạn video được cắt từ livestream ghi lại buổi diễn của Mr. Đàm tại Mỹ được tung lên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây chính là nguyên nhân dẫn đến chấn thương của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đoạn clip được tung ra sáng ngày 26 tháng 11 gây xôn xao cộng đồng mạng. Đàm Vĩnh Hưng được nhìn thấy đứng trên bồn phun nước biểu diễn bản Say Tình Không Phải Em. Cạnh anh còn có ca sĩ Hồng Ngọc. Trong clip, ca sĩ dùng tay lắc chiếc mâm vài lần để kiểm tra độ vững chãi trước khi leo lên. Sau khi leo lên thì chiếc mâm đổ khiến anh bị ngã nhào. Mọi người ở xung quanh đã kéo Đàm Vĩnh Hưng ngồi dậy. Trước đó, phía tỷ phú William, ca sĩ Bích Tuyền thì cho rằng khi các ca sĩ cao hứng và một vài ca sĩ cũng uống quá chén nên có ý tưởng bung lụa với những axion độc và lạ trước khi chấm dứt chương trình. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng theo lời khuyến khích của các ca sĩ đồng nghiệp đã muốn nhảy lên chiếc mâm bằng đá của bồn phun nước để biểu diễn. Tuy nhiên, bất ngờ một phần mâm của bồn phun nước bị rơi xuống vỡ, cắt chân Đàm Vĩnh Hưng và khiến chảy máu rất nhiều. Chúng tôi đã nhanh chóng đưa nam ca sĩ đến bệnh viện cấp cứu. Đó là thông tin được đưa ra. Nếu clip trên là hình ảnh đúng của trường hợp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị tai nạn, thì xem ra đây là một trường hợp bất lợi cho nguyên đơn. Một phán quyết về thắng hay thua trên tòa là do tòa án quyết định, phần đó hậu xét. Tuy nhiên, với clip này cho thấy khán giả đã phần nào hình dung được nguyên nhân tai nạn của nam ca sĩ. Có ý kiến nhận xét rằng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa hát vừa nghịch dại, tự gây hại cho mình, rồi lại đi kiện người khác. Xem ra tòa chưa phán xét mà dư luận đã phán xét ca sĩ này. 15 triệu đô la là con số lớn, có thể ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi hỏi cao như thế, nhưng chưa chắc anh được toại nguyện. Cái được thì chưa đến, nhưng cái mất đã bắt đầu hiện rõ. Dư luận hiện nay đang rất bất lợi cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vì đoạn clip trên được tung ra. Mà nghề ca sĩ, tài sản quý nhất không phải là tiền, mà lòng yêu mến của khán giả. Khán giả còn mến mộ thì anh còn kiếm được nhiều tiền. Khán giả hết mến mộ, sự nghiệp ca hát xem như bỏ đi. Đâm đơn kiện chủ nhà vì chính mình nghịch dại đang hình ảnh rất xấu. Không biết ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ lấy lại hình ảnh bằng cách nào đây? Một khi đã bị dư luận xấu trước công luận thì rất khó có thể lấy lại được hình ảnh cho mình. Trong thời gian vừa qua, dư luận xã hội cũng đã dìm rất nhiều trường hợp được cho là không hợp đạo lý, mà vụ Thích Chân Quang và Nguyễn Phương Hằng là ví dụ. Vì thế, một khi ca sĩ xem khán giả là tài sản quý nhất của mình thì làm gì cũng cần phải cân nhắc. Đạo lý là giá trị cần bảo vệ, chính là miếng cơm lâu bền nhất cho bất kỳ người nổi tiếng nào. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Mr. Đàm bị phản đòn lộ clip ca sĩ vừa hát vừa nghịch dại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình, bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.